Thưa quý vị, mới đây tại Đắk Lắk, nhiều học sinh có biểu hiện chóng mặt, nôn ói, đau bụng và 17 em phải nhập viện điều trị khi nhận bóng bay từ người lạ trước cổng trường. Câu chuyện này một lần nữa dấy lên nỗi bất an mang tên thực phẩm, đồ chơi từ hàng rong trước cổng trường. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Cảnh tượng quen thuộc vào giờ ra về tại các trường học trên địa bàn thành phố. Cổng trường như bị bao vây bởi các gian hàng đồ ăn, thức uống di động. Từ xe bán đồ ăn chiên rán, bò bía, kem đủ loại với giá thành rất rẻ, từ 2.000 đồng cho tới 10.000 đồng và trông rất bắt mắt, thu hút đông đảo học sinh. Bên cạnh các món ăn vặt, nhiều học sinh còn tìm đến các quầy tạp hóa quanh trường để mua bánh kẹo, đồ chơi. Đối với nó lạ hoặc là ăn nó bắt miệng, hoặc là những cái thực phẩm mà giá thành nó rẻ, hợp túi tiền học sinh là mấy bạn sẽ mua nhiều. Hầu như lãnh đạo trường nào cũng ý thức được việc học sinh ăn uống hàng rong trước cổng trường là không tốt cho sức khỏe, thậm chí có thể xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, việc nhắc nhở xử lý các xe hàng rong trước cổng trường gặp nhiều khó khăn. Thì về cái tuyên truyền đối với học sinh thì trong những giờ chào cờ hàng tuần thì nhà trường cũng đã tuyên truyền, cũng như trong sinh hoạt lớp thì giáo viên chủ nhiệm cũng đã tuyên truyền. Nhưng mà điều mà cái quan ngại nhất của nhà trường đó là chính là phụ huynh. Thì thật sự khi nhà trường tuyên truyền đến các con nhưng mà đến khi ra về là bản thân phụ huynh lại mua cho các con ăn, cho nên điều đó nhà trường rất là khó kiểm soát trong các vấn đề an toàn thực phẩm. Mỗi lần đến bán thì nhà trường, ban giám hiệu nhà trường cũng như bảo vệ là mời các hàng rong đó đi chỗ khác bán. Thì thật ra là đối với nhà trường làm công tác này rất là khó, đã xảy ra những cái vụ mà cãi qua cãi lại giữa nhà trường và hàng rong. Thời gian qua trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có không ít vụ liên quan tới các xe hàng rong trước cổng trường và thậm chí ma túy trá hình dưới dạng đồ ăn vặt. Nhằm từng bước hạn chế tình trạng trên, bên cạnh công tác đẩy mạnh tuyên truyền trong phụ huynh và học sinh, nhiều trường đã thực hiện nghiêm việc đóng cổng trường giờ ra chơi, việc cấm học sinh ra ngoài mua đồ ăn vặt. Song việc giáo dục nâng cao ý thức cho học sinh từ phía gia đình cũng hết sức quan trọng. Thì mình cũng lấy những cái bài báo, những cái trường hợp ngộ độc mình nói cho con mình để con mình có thể tránh được những cái đáng tiếc không thể có thể xảy ra đối với con. Và đồng thời mình thì về cái vấn đề mà ăn vặt trước cổng trường thì mình cũng mong muốn rằng là các cơ quan, các ban ngành cũng phối hợp với nhau để có thể xử lý triệt để những cái vấn đề mà quà vặt trước cổng trường. Theo các chuyên gia tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia, những thực phẩm không rõ nguồn gốc, không được bảo quản chế biến theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ dễ gây ra các nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Đáng lo hơn là chất hóa học, thuốc trừ sâu, chất tăng trọng tồn dư trong các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc ngấm vào cơ thể một cách từ từ sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và quá trình phát triển thể chất của học sinh. Vì vậy, cần có những giải pháp quyết liệt hơn để giải quyết câu chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm trước cổng trường, nhất là khi thời tiết nắng nóng hiện nay.